Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp đực siêu các bạn. Một con đực kem Pháp. Đó. Một con đực kem Pháp, một con đực 3B. Đây đứng trước mặt bạn là con đực kem Pháp nè. Dài nè, hở nè. Đòn dài nè. Đó, cái đòn các bạn không? Chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Đó. Chân móng nè, hoàn thiện hết, xương cối. Được kem Pháp cầm chân cầm xương chà bá các bạn. Lưng một lưng bằng nghiến các bạn thấy không? Lưng một lưng bằng nghiến nè. Cái đầu thì chà bá, dai hở nè. Đòn thì dài nè. Đó, dai hở đòn dài nè, lưng một lưng nè. Đó, cặp đực này thì chủ giá là 40 triệu các bạn, 40 triệu. Được kem Pháp nè các bạn không? To con. Dàn xương cực kỳ lớn nha các bạn. Đòn dài nè. Dai hở nè. Đo cận cảnh cho anh em thấy luôn các bạn. Được kem Pháp là cao 1m15 bò nè. Đít nè. Đít là cao 1m2 nè. Giữa lưng cao 1m15, đít cao 1m2. Còn được kem Pháp được 3B thì chủ báo giá là 40 triệu các bạn. Đây, được 3B nè. Đó, lưng một lưng nè, đầy đà nè. Dai hở nè, chân móng hoàn thiện nè. Đó. Chân móng sò hoàn thiện các bạn. Lưng một lưng nè. Hai tà đít tròn quay các bạn không? Hai tà đít tròn quay à. Hai tà đít tròn quay nè các bạn. Chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Con được 3B, con được kem Pháp, chủ báo giá là 40 triệu các bạn. 40 triệu. Đít nè, đít cơ nè. Đó, cơ bắp nè các bạn không? Đít nổi cơ nè. Lưng một lưng nè, dai hở đòn dài. Giá 40 triệu. Đó, con được 3B, con được kem Pháp, chủ báo giá là 40 triệu các bạn. Được 3B nè, cao 1m1 bò nè. Đít cầm 1m14 bò. Đít cầm 1m14, giữa lưng cầm 1m1. Cần con được 3B, con được kem Pháp, chủ báo giá là 40 triệu các bạn, 40 triệu. Đầy đà các bạn. Lưng một lưng nè, dài hở nè, đít tròn quay nè. Đòn thì dài. Giá 40 triệu các bạn, con được kem Pháp, được 3B giá 40 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó, đít nội cơ này, hai tà đít các bạn không? Tròn quay các bạn. Đít nội cơ, hai tà đít tròn quay các bạn. Chân móng nè, hoàn thiện luôn các bạn. Đó, lưng một lưng. Đó, lưng một lưng đít nội cơ nè các bạn không? Còn được 3B này cao 1m1 bò, cao 1m14 bò. Đó, còn được kem Pháp thì cao 1m15, đít cao 1m2. À, hai con được kem Pháp được 3B thì chủ báo giá là 40 triệu các bạn, 40 triệu. À, anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đây được kem Pháp nè. À, được kem Pháp cũng ú các bạn. Đòn dài nè, xương cối kịch cộm nè. Đòn dài xương cối kịch cộm nè. Đít nè, lưng một lưng nè. Chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Đó, chân móng được hoàn thiện hết. Chân móng được hoàn thiện hết các bạn. Đó, được 3B. Đó, con được kem Pháp á, thì cao 1m15 bò, đứa cao 1m2. Được 3B cao 1m1, đứa cao 1m14 bò. Giá 40 triệu các bạn, giá 40 triệu. Đó, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn.